Ca sĩ Chế Thanh. Đúng rồi, ca sĩ Chế Thanh. Đúng rồi. Ngày xưa là bị con danh quá là lâu lắm mới gặp anh. Dạ chắc cũng lớn tuổi. Lớn tuổi lắm rồi. Lớn rồi. Hát hay á. Hát là năm 90. Năm mấy đó? Vua vua biệt danh xưa là vua nhạc sến Chế Thanh á, ca sĩ Chế Thanh. Thì hiện tại Chế Thanh cũng đang ở trong nhà để mà tại ca sĩ cái vua nhạc sĩ ca sĩ Chế Thanh luôn chị, đến viếng nhạc sĩ binh sử luôn chị. Đây là đám ta lễ tang của nhạc sĩ binh sử của anh chị. Ông đã sáng tác những cái khúc rất là hay luôn, cây cầu dừa chẳng hạn như mô cao rồi đó, mưa bụi đó anh chị. Hiện tại ca sĩ danh ca Chế Thanh cũng đã đến đây để mà viếng ông của anh chị. Và ca sĩ Chế Thanh đang ở trong anh chị. Chế đang rửa mặt luôn, đang rửa mặt ngoài sao ấy, đang rửa mặt, chắc mệt á. Danh ca ca sĩ Chế Thanh cũng đang rửa mặt mà ở ngoài sao đúng không chị? Đang ra danh ca Chế Thanh đang ra quý chị đó, danh ca Chế Thanh đó, danh ca Chế Thanh nữa quý chị. Ngày xưa em hay nghe nhạc của Chế Thanh, giờ mới gặp ảnh ngoài đời nữa chị, mấy chục năm đó, lúc em còn nhỏ xíu. Chân ga Chế Thanh của chị. Ừ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.